Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Đảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai tàng ha. Rồi, chào em. Dạ. Chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay em có lô mai giao lưu với cô chú anh chị mình. Dạ, hình thức của em là bao ship toàn quốc. Rồi. Dạ. Kể cả cái này. Dạ. Cây này, bự cây này là chủ yếu miền Tây với miền Đông thôi. Gần gần đây phải không? Dạ dạ. Còn mấy cây sao sao thì dạ mấy cây còn toàn quốc ha. Dạ. Rồi, địa chỉ ở đây là chợ gạo Tiền Giang nha quý vị. Dạ, mã số này mã số 71. Rồi, mã số 71. Rồi, quý vị xem nha. Ra tha chậm chậm. Rồi, tán ngang hôm nay mình ước lượng chắc khoảng 2 mét ngang. Còn cao thì chắc khoảng tầm 2 mét rưỡi nha quý vị. Tính luôn cái đỉnh nhỏ 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 đụng lưới lan trên nha. Rồi, quý vị xem ha, xương em nó nè. Dịnh dịnh giùm ơi. Rồi, trợ giúp người thân dùng cái mình đo, cái em đo cái hoành đó đã. Dạ, hoành này 37, em đo rồi. Đo rồi ha. Dạ. Đo rồi là 37 nhưng quý vị, này không có xây được để mình đi vòng vòng mình quay cái bộ đế cho quý vị ha. Chết mẹ ơi. Đây. Đây quý vị đế ha. Để đo lại cái cho chắc. Đo lại cho chắc ha. Dạ, không tới này 35 à. 35 hả? Dạ. Rồi 35. Rồi giao lưu như em. Dạ em giao lưu là 4 triệu. Rồi giao lưu 4 triệu là bao ship ở vùng miền Tây với miền Đông ha. Dạ. Đế đều. Rồi xuống cây. Xuống cây. Là mã số tiếp theo là 72. 72 đây quý vị. Cũng tiếp tục là trợ giúp người thân nữa ha. Rồi tán ngang em này thì mình ước lượng em nói chắc cũng khoảng tầm 1,5 mét ngang nhưng quý vị. Còn cao thì cũng tầm 2,5 mét luôn ha. Khá là cao ha. Đó. Vì xem đường thân tay cành ở trong nha. Đó. Này thì không có xây được nha quý vị. Không có xây được hay không. Xây được mà ha. Dạ. Rồi hoành đó được như vậy em? Dạ hoành này hoành 30. 30. Có đế luôn. Rồi để mình xuống đế ha. Dạ. Này thì không có xịt rửa gì nên cũng không thấy được gì trong ha. Chậm chậm cho quý vị xem cái. Đó. Dây cũng chàng này kia nên cũng không thấy được trong. Đó. Có đế cũng giáp dọc này. Có đủ ha. Đây nè còn to nữa đây nè. Rồi. Giao lưu nhiêu đem? Dạ cái này em giao lưu là 3 triệu. Rồi 3 triệu cũng là ship ở khu vực miền Tây với miền Đông ha. Dạ. Rồi xuống cây. À, mã số tiếp theo quý vị, mã số 73. Rồi 73. Rồi tán ngang khoảng 1,5 mét. Cao thì tầm khoảng 2 mét nha quý vị. Rồi đỉnh nào quý vị. Đó, này xây xây cho quý vị xem ha. Rất kỹ nha. Quý vị xem kỹ nha. Rồi hoành đó được nhiêu vậy em? Dạ hoành này hoành 27. 27. Rồi đế ra quý vị. Để đó ha. À, CC bên kia có không? Rồi, có luôn ha, có ha, đều hả ha. Rồi giao luôn như đây em. Dạ em giao luôn là 1.800.000. Rồi 1.800.000, rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 74. Cũng nhớ số giùm nha. Dạ. Rồi tán ngang cái này thì mình ước lượng khoảng tầm 50. Rồi cao tính khoảng 1,3 m cao. Giờ quý vị có yêu cầu cắt ngắn ở đâu ha. Đảo cắt cho quý vị luôn. Rồi hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành là 18. 18 hoành. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ em giao lưu là 400.000. 400. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo là 75. Rồi tán ngang khoảng tầm 1 mét nha quý vị. Rồi quý vị nhìn dần xương ha. Rồi cao khoảng 1,6 m quý vị. Rồi hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 20. Rồi 20 hoành. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ em giao lưu 1.200.000. Rồi 1.200.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 76. 6 này một phôi ha. Này chắc mình phải cắt ngắn mấy cái này thành phôi rồi. Rồi em này cao khoảng 1,5 m ha. Này thì đậu già em mới có. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 28. 28.
giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu 700.000. Rồi 700.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 77. Rồi 77 cái phôi này mình ước lượng nó khoảng 90 ha. Rồi ngang thì tầm mình lấy khoảng 60 đi ha. Rồi hoành nó được nhiêu vậy? Dạ hoành 24. 24. Rồi xuống đế coi. Đế đều luôn á. Đây quý vị. Rồi giao lưu như đây em. Dạ em giao lưu 700.000. Rồi 700.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo 78. Rồi 78 thì cao mình ước lượng em nó chắc khoảng tầm 1m1 ha. Ngang lấy cũng khoảng tầm 80 đi nha quý vị. Dạ cây quá xa ha. Hoành đó được nhiêu vậy em? Dạ hoành 21. 21 hoành. Để luôn. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ em giao lưu 500.000. Rồi 500.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 70 hình như là 79 không? 78 hả, này sao 80 ta? 79 đằng kia hay gì á? Rồi mình lên 80 trước đi. Rồi dạ. Lên 79 sau. Rồi 80. Rồi. Này 80 đi ha, lát nữa là 79 sau như vậy. Rồi tán ngang khoảng tầm 50. Rồi cao thì 1m2 đi ha. Tầm đó. Rồi quanh đó được nhiêu vậy em? Dạ quanh 18. 18. Rồi. Để đây. Thì em này mình thấy cũng bị lỗ cái ngay chỗ vị trí đó một xíu ha. Rồi giao lưu như đây em? Dạ em giao lưu 400.000. Rồi 400.000. Rồi xuống cây. À, số này 80 nha. Bây giờ bắt đầu lên 79, lên xuống ngược lại cái nha. Rồi, tán ngang tầm khoảng 60. Còn cao thì mình tính hết luôn chắc khoảng 1m6 ha. Còn cái gì yêu cầu đảo cắt ở đâu là đảo cắt chỗ gì luôn. Này phải cắt thành phôi ha, gọn gọn nữa mới ra đặt cây ha. Hoành như đây em? Dạ hoành 17. Rồi để luôn. Giao lưu như đây em? Dạ em giao lưu là 600.000. Rồi 600.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi 81 nha quý vị. Rồi mã số 81. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m, cao khoảng 1m3. Rồi xương đây. À, quá sát xương đi ha, xương nghẹt hết rồi ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Cái xanh lỗi hoành nhiêu? Hoành 22. Hoành 22. Thôi đo lại cho thử cho chắc ha. Dạ đúng rồi. Đúng 22 luôn, rồi vô cái đế cái ha, cận cảnh kìa, nhìn cho rõ cái ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu 1.300.000. Rồi 1.300.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi 82. Rồi 82, ngang khoảng tầm 1m2, cao thì 1m7. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành này hoành 20. 20 hoành. Rồi xuống đến cái ha. Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ em giao lưu 700.000. Rồi 700.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp luôn. 83. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m. Dạ. Rồi cao 1m6. Hoành nhiêu em? Dạ hoành này hoành 26. 26. Có cái cũ. Đây, có cái cũ nè. Tròn ha. Giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu là 1.1.000. Rồi 1.1.000. Có cũ chuyên viên nữa ha. À, rồi xuống cây. Mã số 84. Rồi 84. Đá ngang tầm khoảng 70. Rồi cao tính 1m2. Rồi hoành nhiêu vậy em? Dạ hoành 21. 21. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ em giao lưu là 700.000. Rồi 700.000. Rồi xuống cây luôn. Quá đuối rồi.
Đuối. Hai em quá đuối rồi. Hai em khiêng cây hả? Dạ. Rồi mã số 85. Cao hôm nay mình ước lượng khoảng tầm 70. Hoành nhiêu em? Dạ hoành 23. 23. Đó. Đế đều luôn. Này thành phôi nè, cắt phôi nè. Già cây quá ha. Rồi để đây quý vị. Xe tết đi em. Đó lấy cũng đều quá ha. Giao luôn nhiêu em? Dạ em giao luôn là 700.000. Rồi 700.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 86. Rồi 86 tán ngang mình ước lượng khoảng tầm 90. Rồi cao 2m2. Tới hết cái đọt thì khoảng 2m2 ha. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 29. 29 hoành. Rồi xây xây tiếp cho quý vị xem dần xương em nó đoạn dưới ha. Đế luôn ha. Đế nè. Đế trải cũng đều. Giao lưu nhiêu đây em? Dạ em giao lưu là 900.000. Rồi 900.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 87. Rồi 87 đây quý vị. Rồi nó còn dính cái tàn này. Rồi tán ngang em này khoảng tầm 1m3 nhưng quý vị. Rồi cao khoảng 1m7 đến 1m8 ha. Nó ngã ngã ngã. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 26. 26 hoành. Rồi vô vụ đế cái nha. Rồi xe xe cái em. Xem đế em nó cái ha. Đế cũng có quá xá cộng nè. Bên đây cũng có cộng rễ chịu đâu đây nữa nè ha. Rồi giao luôn vô đây em. Dạ em giao luôn 1.300.000. 1.300.000. Rồi xuống cây. Mã số 88. Rồi 88 tán ngang khoảng tầm 1m1. Rồi cao lấy tầm khoảng 1m4 nha quý vị. Hoành đo được nhiêu em? Dạ hoành 24. 24. Rồi khỏi quay đế nha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ em giao luôn cây này là 1 triệu. Rồi 1 triệu tại cây này giấu đế đây quý vị. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo là 89. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m1. Cao khoảng tầm 1m6. Xương em này cũng khá quá ha. Hoành đó được nhiêu vậy em? Dạ hoành 24. 24. Rồi xuống đế cái ha. Rồi giao lưu như em? Dạ em giao lưu cây này là 1.4 triệu. Rồi 1.4 triệu. Rồi xuống cây. Cây này khoan lật lên cái gai. Rồi chim nó vô. Mã số 90. Rồi tán ngang em này khoảng tầm 1m3. Nhắm nhắm hồi chứ không có. Rồi cao tầm khoảng 1m6. Cái gì xem dần xương em nó nè. Hoành này tầm 20 á. Ấy. Hoành 20 à. Rồi cỡ 20 ha. Dạ. Rồi giao lưu như đây em? Dạ em giao lưu là 1.6 triệu. Rồi 1.6 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 91. Rồi mã số 91 rồi quý vị. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m2 nha quý vị. Còn cao này khoảng tầm 2m1 ha. Này dàn xương quá xá luôn. Này về quý vị cắt tỉa vô nhôm bẻ hang nào dư cắt bỏ hang chứ quá xá luôn. Rồi hoành lo được như vậy em? Dạ hoành này hoành 23. 23. Rồi để đây quý vị. Để trải cũng đều bầu ha. Đó.
tự diện có đủ hết luôn á. Rồi giao lưu như em. Dạ cây này em giao lưu 1.400.000. Rồi 1.400.000 rồi xuống cây luôn. Rồi. Cây 92. Rồi 92 tán ngang tầm khoảng 70. Cao thì khoảng 80. Quanh đó được nhiêu em? Dạ quanh 23. Để đây quý vị, em này thì cũng có để bên kia nó cũng lũa vị trí nha, chưa tới vị trí lũa đây, vị trí lũa ở đây ha. Rồi giao lưu như đây em? Dạ cây này em giao lưu 400.000. Rồi 400.000. Rồi xuống cây. 92 ha. Rồi tiếp tục 93 luôn. Rồi mã số tiếp theo 90 mấy rồi? 93. Rồi tán ngang khỏi báo. Rồi cao 1m6 luôn. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 25. 25 hoành. Để đây. Để đều. Giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu 700.000. Rồi xuống cây 700. Số tiếp theo luôn. Chín mấy rồi? Cây này 94. Rồi 94 ha. Tán ngang tầm khoảng 70. Rồi cao 1m7 quý vị. Hoành đo được nhiêu em? Dạ hoành 27. 7 để đây. Rồi giao lưu nhiêu đây? Dạ em giao lưu là 1.200.000. 1.200.000. Rồi xuống cây. Rồi lên cây tiếp theo 95. Rồi dục đích. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m. Rồi cao 1m4. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 21. 21 hoành. Rồi đế luôn. Đế cũng đều quá nè. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ 700.000. 700. Rồi xuống cây 96. Rồi mã số 96 tán ngang tầm 1m1. Rồi cao lấy 1m5 nha quý vị. Rồi quý vị nhìn dàn xương ha, mình ra cũng chậm đó ha. Rồi hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 21. 21. Rồi để đây. Rồi xe tiếp, mình thấy mình như bên đây có lũa nha. Đó lũa ở đó nha. Rồi giao lưu như em? Dạ em giao lưu là 700.000. Rồi 700. Rồi xuống cây. Rồi 97. Rồi tán ngang tầm khoảng 60. Rồi cao 1m6 nha quý vị. Rồi hoành nãy đo được nhiêu em? Dạ hoành 20. 20 hoành. Rồi để đây. Để trải cũng đều quá nè ha. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu là 700.000. Rồi 700. Rồi xuống cây. Chín mươi tám cao 60 ngang lấy 60 luôn. Đó, hoành đo được nhiêu em? Dạ hoành 23. 23. Rồi để đây. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ em giao lưu 500.000. 500. Rồi xuống cây. Chín mươi chín. Rồi tán ngang lấy gọn khoảng 1m. Cây này em bán cây lớn tặng luôn cây nhỏ. Mẹ bồng con hả? Rồi cao lấy 1m6. Hoành đó được nhiêu em? Dạ hoành 27. 7 ha. Rồi để mình xem cái này nó có cũng có lũa ở chỗ vị trí trong đây có chỗ cây con đó quý vị. Đó, đây có lỗ đó ha. Như cái rễ này nó cũng bị lũa cái rễ đó luôn ha.
Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cây này em giao lưu 600 ngàn. 600, rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, hình mã như số... là 100 phải không? Dạ. Rồi, 100, số tròn đẹp quá. Rồi, tán ngang khoảng 1m3. Rồi, cao 1m6. Xương đây. Quay quay kỹ ngay đây nè, đâu có gì. Đó. Đẹp nha. Sần sùi ha, lục cục lòn hòn ha, chảy cũng bệt bệt đó ha. Quanh đó được như em? Dạ, quanh 24. Để luôn, xuống để luôn nha quý vị. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, em giao lưu là 1.400.000. Rồi, 1.400.000. Rồi, xuống cây. Ý, trời ơi, hết hồn. Ngồi xuống thấy, ngồi à, cây này bán kiểu này đúng ngọt. Dạ. Rồi, mã số 100 cũng là mã số cuối của clip rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em Đảo nha quý vị. Vì xem, nếu chưa bấm đăng ký, bấm kêu ủng hộ kênh giúp mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.